Xin kính chào quý vị. Tiếp tục chào đón quý vị đến với kênh của Tuấn Âm Thanh Phú Thọ. Hôm nay chào đón quý em ơi, em cắm con âm ly khủng hết kíp vào chưa? Không thôi. Rồi cắm cho để đấy. Hôm nay giới thiệu đến quý vị xem nào. Toàn âm ly này, lọc. Cái đặc biệt hôm nay là có cái món lọc, cái món lọc này thì quý vị chút nữa giới thiệu thì quý vị sẽ biết. Nó toàn những lọc dàn lọc cao cấp thôi. Đây, những bộ dàn không thể thiếu những con lọc này. Ngoài ra thì có đầu CD giải mã, rồi đầu MD giải mã. Dưới cùng đây nữa là con âm ly Fisher. Bắt đầu vào với clip thì em sẽ giới thiệu đến quý vị bắt đầu từ âm ly thì nhiều lắm rồi. Âm ly thì cứ từ từ đi nhỉ. Bây giờ âm ly cắm điện hết à? Đây, báo đèn hết rồi. Con nào có đèn. Ok. Cắm một con thông tất đúng không? Không hết. Con này hết kit nốt. Này, kit. Để bắt đầu vào với chương trình thì giới thiệu đầu tiên giới thiệu đến cho quý vị là đây là những chiếc đầu không thể thiếu được. Chiếc đầu đây gọi là phải nói luôn là những chiếc lọc nguồn không thể thiếu cho các bộ dàn âm ly cho quý vị. Quý vị nhìn chưa? Ở đây là nó hiện là mức on off này. Nếu quý vị tắt này, ấn vào đây tắt này. Tắt này, đấy. Thì tắt nó pole on nó sẽ không bật nữa, mà nó chỉ còn báo là có tín hiệu điện vào thôi. Đấy. Bật này. Còn ví dụ như là em tắt cái nút em đang cấy live từ con dưới đến con trên, em tắt con dưới cùng thì tất cả các nút xanh này không còn nữa. Đấy. Chẳng còn sáng nữa, bật lên này. Đấy, nó sẽ đóng lên hết. Đấy, nó đóng dần đấy, từng con đấy, từ dưới đấy. Con này đóng, đóng dần lên. Lên trên con cục trên cùng. Đấy, được chưa? Đây là dòng lọc điện. Dòng lọc điện Paramax MR4000. Các bác cứ nhập các mã Paramax lọc điện MR4000 này xem là giá trị của nó như thế nào. Giá trị của nó như thế nào. Còn với em thì em thấy dòng này nó là dòng lọc điện dòng cao cấp rồi. Và đây là những dòng lọc điện không thể thiếu cho tất cả những bộ dàn âm thanh nghe nhạc của các bác. Về phía trước thì nó thiết kế có một dãy cổng cắm điện, chỉ một cổng thôi nhé, một cổng. Còn đây là hai cổng đèn báo. Cổng đèn báo là khi mình bật power lên thì nó có sẽ hiển thị đây này, là ba cái ổ cắm này là có điện. Đây là thông báo ổ cắm là có điện, được chưa? Em thử tắt này, em tắt này. Đấy, em cắp, em tắt đi nhé. Thì là nó sẽ tắt luôn. Sẽ tắt, thông báo tắt hết này. Tắt tắt. Đấy. Đó, nhìn này. Được chưa? Còn đây là có chế độ bật đèn này, tắt đèn này, bật đèn này. Các nhớ nhé, đây là cái nút bật đèn, tắt đèn. Có thích bật thì bật, mà không thích thì thôi. Đấy, thì ở đây thế, nút này, bật đèn. Đấy. Hiện tại thì tình trạng tất cả bên con đã hoạt động tốt rồi. Về phía sau em thông báo luôn, giá của em nó là 2.900.000 một chiếc. Đây, về phía sau đây. Dây của nó thì khỏi phải bàn rồi. Về dây thì không thể bàn rồi. Điện của em nó là điện 120V 15A 15A thì quý vị dùng thoải mái. Điện 120V. Những dây nguồn của nó thì đây, quý vị nhìn những dây. Cái nguồn quá khủng. Cái nguồn quá khủng. Cắm line với nhau. Phía sau thì gồm có 1, 2, 3, 4 line. Sau có 7 cổng line. Và một cổng phía trước nữa là 8 cổng line. Tổng là có 8 cổng ra. 8 cổng ra. 8 cổng ra lọc điện. Ngoài ra có cổng LAN vào đây. LAN có mạng. Đấy. Được chưa? Đấy. Hàng đẹp xuất sắc. Nó là hàng đẹp xuất sắc luôn. Được chưa? 2.900.000 một chiếc lọc điện. Đây là những chiếc lọc điện không thể thiếu để nó chống nhiễu, chống đường nhiễu tín hiệu điện trên đường dây điện của mình. Ví dụ như là điện do máy mài, máy cắt, máy khoan, rồi là tín hiệu do các thiết bị nhiễu sóng khác truyền vào bộ dàn âm thanh của mình. Để nó gây nhiễu, nó làm cho chất lượng âm thanh nó kém. Thì đây là những bộ lọc điện không thể thiếu cho các bộ dàn âm thanh hiện tại của mình, của các bác.
À, nó có đây, nó có mức giá là 2,9 triệu một chiếc. 2,9 triệu. Hiện tại chỉ có xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 7 cái thôi. 7 cái, bác nào có nhu cầu thì liên hệ. 2,9 triệu một chiếc ạ. Đấy là 7 chiếc lọc điện Panamax, Panamax MR4000. Đấy, MR4000. Còn tiếp theo sang đến đây, con Headkit này chút em sẽ giới thiệu hàng khủng. Đây là con âm ly Onkyo. Tất cả 4 con này mặt vàng chanh tất. Đây là con âm ly Onkyo A924. A924 có mức giá là 3,9 triệu. 3,9 triệu. 3,9 triệu. Được chưa? Đang để chế độ CD đây. Đấy. Vào điện đấy. CD. Đây, điện đèn báo đây. Volume. Con này có mức giá 3,9 triệu. Vàng chanh. Rất là đẹp. Có đây. AB. AB và A cộng B luôn. AB chưa? Và chép chỉnh hết, có lau lướt. Monitor, monitor có hết. Mức giá 3,9 triệu. Con âm ly Onkyo này, ở dòng này chuyên đánh loa Canada, Paradigm, một nói chung là Henry, nói chung là nhiều lắm. Cứ loa Canada các bác, tiền Onkyo cho em. Tiếp theo thì đến dòng âm ly Đờn Ông. Thì trong này là có 3 con âm ly Đờn Ông này một mã. Đó là âm ly Đờn Ông PMA3904 là mã. PMA3904 là mã. 3 con này đẹp xuất sắc. Nó luôn đẹp xuất sắc luôn, được chưa? 3 con này xuất sắc. Giá của nó là 4,950,000 một con. Con số 1 này, số 2, số 3, em đặt theo số thứ 1 2 3. 3 con này đều là một mã nhá. Gồm có cổng AB này. AB. Bát chép cân loa lau lướt. Có lau lướt, được chưa? Đây cổng tín hiệu vào có 1 2 3 4 5 6. 6 cổng vào. Có 6 cổng vào, được chưa? Đấy, có cổng vào. Hai con dưới này cũng như vậy. Với mức giá 4,950,000 một chiếc. Âm ly Đờn Ông. PMA3904 là mã. 4 là mã, được chưa? Sang đến đây. Con Headkit sẽ giới thiệu cuối cùng, con âm ly khủng, size khủng luôn. Quá khủng. Sang đến đây là mã đầu giải mã. Đây là những chiếc đầu giải mã không thể thiếu cho các bộ dàn. Các bộ dàn nghe nhạc. Hiện bây giờ quý vị có chiếc nhà nào hầu như nhà nào có TV internet bây giờ rồi. Cái đường ra của mà đa số bây giờ hầu như phải trên 80-90% là các bác nghe nhạc trực tuyến qua YouTube, qua mạng. Mà cái vấn đề nghe nhạc trực tuyến qua YouTube, qua mạng thì là các bác TV, mua TV về nó có cổng quang phía sau đấy. Cổng quang phía sau thì họ thường xuyên khuyến mại cho quý vị một cái hộp chuyển đổi quang, hoặc là quý vị phải mua. Nó chỉ hơn 100.000, 200.000 gì đấy. Nó chỉ bằng 4 đầu ngón tay màu đen đấy. Nó chuyển đổi từ quang sang cổng AV. Nhưng mà quý vị nghe con đấy nó không hay đâu. Báo cáo quý vị nghe con này 10 thì con đấy chỉ được 4 thôi. Bây giờ quý vị nghe những con đấy như thế, bây giờ con đấy 4, bây giờ con này mua, con này về nó nghe lên 10 luôn. Đấy, đây là những con đầu giải mã không thể thiếu nhá. Không thể thiếu được. Bởi vì không có nó thì quý vị hát karaoke trực tuyến trên TV, hoặc là nghe nhạc, hoặc những cái bộ dàn của quý vị có đắt đến tiền mấy trăm triệu mà không giải mã chất lượng ra, âm thanh không ra hay. Cái đích, cái đầu tiên mà âm thanh không hay rồi thì không có con dàn nào nó kéo âm thanh hay lên được. Đấy. Nó không có gốc thì làm sao mà nó đẩy dưới đuôi được. Nên chính vậy đây là mã Sony này. Con này là con Sony model GE700, GE700. Con này không cần đĩa mồi. GE700 có giá là 5,9 triệu. Đấy. Ở đây con này chạy MD. Con thứ dưới này con chạy CD. Con này là con Pioneer PDR-D7, 3,9 triệu. 3,9 triệu. Thấy chưa? Con này 3,9 triệu. Con này thì cần đĩa mồi. Nhưng đĩa mồi thì nó cứ thả vào đấy cho nó chả lo cái gì cả. Là sau đó nó chế độ giải mã. Đây. Thấy chưa? Là sao? Con này 3,9 triệu. Quý vị hãy dùng những con này thôi. Không cần thiết phải những con cao cấp gì quá. Nhưng mà có nó thì chất lượng âm thanh nó mới hay được. Không có nó thì nó không ra một cái gì luôn. Như vậy. Tiếp tục nữa xuống đến đây nữa. Này âm ly còn chưa thấm lau này. Đấy, lau dọn này. Toàn giấy.
Tiếp theo là con Fisher. Con Fisher em ơi, cấp nguồn cho con này cho anh ấy.